lại là cánh thư nghiêng nghiêng nẻ chữ cô em học trò, lại là bánh trưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con, lại là đã tới chiến trường mang chung tình hậu phương thương mến, ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh trưng mà lòng mùi thương mẹ già xa xôi, mặc vào áo len sao tôi nghe như trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời như tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyện thương nồng ấm đến với linh, cảm ơn ai khi xuân về vui thật là phương trời, âu yên người tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu, vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Âu yên người tình đi muôn nơi, thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về người mẹ kính yêu, vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em, khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày